Anh ơi. Hử? Chỉnh cho chân em dài xíu đi. Chân dài ra hả? Dạ. Ờ, ok. Đây. Ủa, chân dài dữ vậy anh? À, rồi, 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 để em sửa lại cho. Đây. Dạ, được rồi. Anh chỉnh cho em da nó trắng sáng xíu đi. Da trắng lên hả? Dạ. À, rồi. Đây. Dạ. À, anh chỉnh thêm cho cái dáng của em nó thon gọn xíu đi. Dáng hả? À. Để em bóp lại cho ha. Nhưng mà em thấy cái trời nó hơi mù á. Anh chỉnh cho em nó trời làm sao nó xanh lên xíu đi. Trời xanh lên hả? Ok ok. Đây. Rồi. À, chỉnh thêm cho em cái cỏ phía trước nó bị thưa thưa anh chỉnh cho nó xanh. À, à rồi rồi. Cho cái phía trước cỏ nó lên dày dày tí đúng không? Dạ. Rồi ha. Dạ. Ừ. Thôi cho em gửi tiền đi. À, của em 500. Ủa, tấm hình này mà 500, anh lấy mắc quá vậy. Ủa, thì giá 500 là niêm yết của tiệm anh rồi mà. Chỉnh có chút xíu mà lấy 500.000. Sao chút xíu được em, bóp nãy giờ muốn lòi anh, tay ra. Anh lấy như vậy không thấy căng rứt lương tâm hả? Không, mắc bởi giờ anh phải căng rứt lương tâm. Không, nhưng mà em vẫn thấy mắc vô lý quá. Bây giờ anh phải giải thích cho em tại sao mà tấm hình này có 500.000 thì em mới đưa tiền. Còn không thấy ngồi đây. Ủa em ơi, em tới em chỉnh hình, người ta bấm lòi tay nãy giờ, giờ hô 500 em đòi giải thích là sao? Cái này em tự chỉnh cũng được nữa. Ờ, xong ông về nhà chỉnh đi, tự nhiên tới đây chỉnh chi tốn nhưng tiền. Nhưng mà em chỉnh đẹp hơn. Đi đó, cái giá của đẹp hơn là 500. Không, nhưng mà em vẫn thấy mắc. Bây giờ em muốn giải thích đúng không? Đúng rồi. Ok, mời em ra đây. Rồi, em ngồi đây đi. Ok, dạ. Mày đẩy cái bảng viết di động new của nhà Tân Hà ra đây cho anh. Ơ, cái bảng đấy anh chỉ dùng trong những dịp quan trọng thôi mà. Mày cứ đẩy ra đây. Để cho quá trình giải thích cho cô em đây hiểu diễn ra một cách suôn sẻ thì anh sẽ dùng cái bảng viết new của nhà Tân Hà. Cứ đem ra đây cho anh. Dạ, rồi, em biết rồi. Dạ đây anh. Ừ, rồi. Đi lấy cho anh cái bút. Dạ. Dạ đây. Ờ. Ủa, bút đâu ra nhiều nữa này. Bút người ta đi kèm với bảng luôn đấy anh ạ. Ờ. Rồi, mời cô em nhìn lên đây. Đầu tiên là anh học Photoshop năm 21 tuổi. Cho tới nay anh biết làm và lấy được tiền của em là năm anh 34 tuổi. Có nghĩa là anh đã học Photoshop được 13 năm. 13 năm học Photoshop. Sau đó tiền xăng xe 300.000, đúng không? Tiền điện để học Photoshop là 500.000, đúng không? Tiền phát sinh đám ma, đám cưới, đám hỏi, thôi nôi, đó, đầy tháng. Vị chi là anh chi khoảng 7 triệu mỗi tháng. Vậy tính ra một năm anh sẽ mất 84 triệu cho việc ăn uống sinh tồn để học Photoshop cho tới bây giờ. Một năm 84 triệu, tính ra 13 năm anh sẽ mất với số tiền là 1.092.000.000. Chưa kể nha, chưa kể là anh đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để cho em có thể ngồi đây, em ngồi máy lạnh, để cho anh có thể làm ảnh cho em, để anh lấy được của em 500.000. Tiền đầu tư trang thiết bị máy móc cho cái tiệm này nó đã là 200.000.000 nữa rồi. Tổng thiệt hại của anh là 1.292.000.000. Cái đau nhất là trong 13 năm đó anh học Photoshop, anh nghèo rớt mùng tơi, không ai yêu em à. Cái thiệt hại lớn nhất đó là thiệt hại về tinh thần. Trong 13 năm không một ai yêu. Cái thiệt hại đó ai đền cho anh? Em không ngờ anh phải trải qua những năm tháng cực khổ như vậy. Không có gì đâu em trai. Vậy anh lấy em 500 ngàn nó có mắc không em? Hả? Nó có mắc không? Thôi thôi thôi, đau đầu quá. Tiền của anh đây. Cảm ơn. Có gì? Bớt khóc đi ông nội. Cái diễn nó vừa đấy. Khóc thì gớm.
Anh kêu em khi nào bà đi mới được trả bài cơ mà. Nhưng mà người ta đi về rồi. Khóc vừa vừa chứ khóc giả chân, khóc cho lắm. Dạ. Đây nè, cá xe của mày 50 nè. Có 50 rồi. Thế thôi. Đấy, gặp những cái khách khó như thế là phải giải thích cho người ta hiểu rồi mới lấy được tiền. Cứ gặp tụi mày có mày mất tiền. Em biết rồi.